Xin chào tất cả anh em trên toàn quốc, mình là Đại đây. Hôm nay mình muốn giới thiệu với tất cả anh em 4 cây bua hát size 21. Đợt này mình về chỉ có 4 cây thôi nha. Cây bua hát này size 21 có tổng chiều dài là 40 cm, chiều dài tổng là 40 cm, nó nặng là 1,1 kg. Toàn bộ đầu búa của nó là thép đúc liền khối nha, đúc một khối hết. Nó còn khá mới, còn nguyên lớp keo nhựa phủ bên ngoài luôn. Còn nguyên lớp keo nha anh em. Cán của nó là tay cầm cao su đúc chống trượt. Nó đúc là cao su là nguyên khối. Mình về chỉ có 4 cây thôi. Được, đợt này được 4 cây size 21 này. Mình muốn giao lưu với anh em cây búa hát size 21 này với giá là 400.000, chưa bao gồm phí ship. Một cây là 400.000, chưa bao gồm phí ship. Còn rất là mới nha anh em. Mình chỉ có 4 cây thôi. Bên mình có ship code toàn quốc, anh em đặt hàng vui lòng liên hệ vào hai nick Facebook, đó là Trần Thái Đại và Thạch Nhất Kim. Số điện thoại liên hệ là 0966 425154 và 0355 734853. Mình xin nhắc lại là mình muốn giao lưu với anh em một cây búa size 21 của Hát Mỹ này với giá là 400.000, chưa bao gồm phí ship. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả.